Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại khách sạn nơi đóng quân của đội tuyển Việt Nam. Và tại đây, vào đêm ngày 7 tháng 6, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã di chuyển tới sân bay quốc tế Nội Bài để làm thủ tục cho chuyến bay tới Iraq. Và thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có khoảng 4 ngày để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Iraq tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Và ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi theo dõi một số hình ảnh trước giờ khởi hành của đội tuyển Việt Nam. Vào lúc 00 giờ 15 phút rạng sáng ngày 8 tháng 6, toàn bộ các thành viên của đội tuyển Việt Nam đã mang theo hành lý cá nhân, di chuyển từ khách sạn xuống xe buýt để ra sân bay. Do phải di chuyển trong đêm nên công tác hậu cần đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong đó, các thành viên của đội tuyển Việt Nam đã được chuẩn bị cho một suất ăn nhẹ, bao gồm sandwich, bánh ngọt, một quả trứng luộc, một quả chuối, một hộp sữa chua và một chai nước. Hầu hết các cầu thủ tay đều cầm một suất ăn lên xe buýt, thao tác nhanh nhẹn. Huấn luyện viên Kim Sang-sik là người ra xe sau cùng. Xe chở đội tuyển Việt Nam di chuyển từ khách sạn vào lúc 00 giờ 30 phút. Tại sân bay, dù di chuyển rất sớm nhưng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông cũng như người hâm mộ. Một số cổ động viên đã tới sân bay để chờ chụp hình, xin chữ ký và gửi lời chúc tới đội tuyển Việt Nam. Thay mặt toàn đội, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng đã có những chia sẻ đáng chú ý. Cái này thì mình không chỉ chiến đấu vì cái trận liên tiếp đâu mà đây là mình chuẩn bị cho tương lai, rằng Iraq là một bóng mạnh và qua trận đấu này thì mình sẽ học hỏi được nhiều hơn, rồi là nhuần nhuyễn hơn, có nhiều thời gian để chơi với nhau hơn thì để hướng tới những giải đấu tiếp theo, ví dụ như AFF cuối năm chẳng hạn đấy, thì cái hướng về tương lai sẽ nhiều hơn là chúng ta tập trung vào chỉ một trận đấu thì chắc là tập được khoảng như là cỡ khoảng ba buổi nhưng mà có thể là cũng phải điều chỉnh chút thì bên đấy như là rất là nóng nhưng mà độ ẩm thấp chỉ như 10% thôi, nên là phải thích nghi thời tiết thật là nhanh. Chuyến bay của đội tuyển Việt Nam cất cánh vào lúc 3 giờ 30 phút rạng sáng ngày 8 tháng 6. Đội nối chuyến tại Doha, Qatar và sẽ hạ cánh ở sân bay Basra của Iraq vào lúc 10 giờ cùng ngày theo giờ địa phương.